Hòa chung không khí của cả nước hướng về Dỗ Tổ Hùng Vương sáng nay 29 tháng 4 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòn Đất long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại đền thờ Kênh Ba, ấp Sơn Tân, xã Nam Thái Sơn. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo đại diện sở ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, đại diện sư đoàn 4, quân khu 9 và lãnh đạo huyện Hòn Đất cùng đông đảo cán bộ nhân dân trong và ngoài địa phương về dâng lễ. Dỗ Tổ Hùng Vương hàng năm là một trong ngày trọng đại của đất nước nhằm tạo điều kiện cho nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ phấn đấu ra sức học tập, lao động và xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đây còn là một hoạt động văn hóa tâm linh giàu tính nhân văn của dân tộc Việt Nam đã được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Hơn 10 năm qua, đền thờ vua hùng Kênh Ba, ấp Sơn Tân, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất đã chính thức trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương đến dâng hương và chiêm bái. Sau phần nghi lễ truyền thống, đồng chí Lê Thanh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện Hòn Đất, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cùng đông đảo nhân dân đã tiến hành dâng hương lên vua hùng và các bậc tiền nhân tại đền thờ vua hùng, ấp Sơn Tân, xã Nam Thái Sơn.